Ngày nhỏ chú rất là nhỏ con, đi học á thì bị bạn bè ăn hiếp. Lúc đó chú nhút nhát, rụt rè, cái gì chú cũng sợ. Phải cố gắng lên chứ, phải cố gắng mới chiến thắng được mình. Ai là có bao mình được nữa. Mà nó muốn vô vậy tập tiếp đi.